Dạ anh ơi, phải cái chiếc Winner X không anh? Đúng rồi. Là này em đang đứng trước phòng trọ nè anh. Ôi. Ok, hello anh em. Hello. Rồi, hôm nay mình đi giao nhóm nhất mới với lại đi lấy cái Oppo xe của cái chiếc này. Thì mình mua cái Oppo của Exeter LC bên Malaysia anh em. Mình về mình chới bát vô cái Oppo của 155 này ha. Tại vì cái Oppo của 155 này nó bự, xong rồi nhìn nó thô thô sao á, nó không có hợp với xe, nhìn nó cũng không có gọn gàng nữa. Thì mình lên Sài Gòn mình giao nhớt xong rồi mình lấy Oppo luôn ha. Ok anh em, sẵn ra tí đổ xăng, đổ mát bình bao nhiêu thì bây giờ xăng nó đang đạt mức 33.000 lít rồi. Quá là đau đầu, xăng thấy lên không thấy xuống luôn. Kiểu này càng lên chắc ai cũng chuyển qua xe điện đi hết luôn quá. Tới cây xăng rồi. Đầy hả chị? Trăm sáu. Xăng là 32.000, 32.000 mấy trăm, gần 33.000 một lít. Đây mới đi mấy chiếc xe độ hay là mấy chiếc phân khối lớn là đổ xăng là ố về luôn. Ok, anh em giờ tiếp tục hành trình chạy lên Sài Gòn giao cái mẫu nhớt mới này ha. Xong rồi cái nhớt mới này sẽ có một cái mini game cho 10 bạn ha. 10 bạn sẽ được nếu mà bình luận đúng cái kết quả là sẽ được một chai nước mát với lại một nhớt anh em, nhớt anh pha ha. Thì nó sẽ được cái combo luôn, 10 bạn đầu tiên thì sẽ được một chai nước mát với lại một chai nhớt anh pha. Ok anh em, giờ mình chạy đến Sài Gòn đi mua cái Oppo dự gắn rồi, chứ xe không có cái Oppo nhìn kỳ quá. Mình gửi ra rồi anh em, gửi ra xong rồi cắt bát mài bát đồ luôn rồi. Chín bảy chín bảy chín. Đây là xe sang chứ không phải là siêu xe nữa anh em. Run rồi. Đó giờ mình bán nhớt đó anh em. Những cái nhớt nào mình sử dụng qua rồi mình mới bán, chứ mình không có bán những cái nhớt mà mình chưa sử dụng. Cho dù có tên tuổi hay là như thế nào mình chưa sử dụng, mình chưa cảm nhận được, cho nên là mình không có bao giờ bán những cái mặt hàng đó. Mình chỉ bán những cái mặt hàng mà mình trải nghiệm rồi. Đó. Giống như chiếc xe này mình đang đổ nhớt Baroque. Xong rồi lần sắp tới thì mình sẽ đổ Alpha, mình test thử. Trong này hẻm hóc rất là nhiều luôn. Bây giờ mình đang mò Google Map. Đâu nữa ta? Tại vì giao xa thì mình thường xuyên mình sẽ gửi giao hàng tiết kiệm. Còn cái này
mình sẵn đi trên đường công việc các anh em thì mình giao luôn, cũng không có xa mấy. Nhưng mà bây giờ đang lội lên trên quận 11, đang vẫn mò chỗ giao tới cho người ta, cho khách hàng ở trong này. Đây như chiếc này phải. Alo. Dạ anh ơi, phải cái chiếc Winner X không anh? Đúng rồi. Là này em đang đứng trước phòng trọ nè anh. Đây anh. Được anh. 3.000 cây là ok. Tại vì ở bên Đức á, thì nó đi 5.000 luôn. Còn kiểu thời tiết ở Việt Nam mình đi tầm 3.000 anh thay là ok. Dạ. Thầy cũng đang theo dõi bên trên của anh. Dạ. Cái loại này là loại đi phố đi tour cũng ok. Nó có cái loại màu vàng nữa. Loại màu vàng là 350. Loại màu vàng là loại đi tour nhiệt nó cao hơn. Nhưng mà mình đi màu vàng chắc để đợt sau đi, đang có chuẩn bị chuyến tour. Đúng rồi. Đang đi cái chuyến tour đi dạ. Kiên Giang để chúng màu vàng là kiểu dây sinh đó. Còn cái này là anh đi đường phố nó nhẹ nhàng nó êm hơn. Dạ. Hồi bữa đang coi cái video gì mà mấy anh kia chặn vai vô, chặn lùm lại à, dưới Bình Dương ha. À, nó chặn cái gì? Nó chặn không rồi, tại nó biết á, đa số đi ngoài đường anh em biết là chọc cho vui không à. Của mình cái gì à, 270 anh. Tại em đi công việc gần đây á, sẵn giao cho anh luôn. Anh có tiền chuyển khoản không? Có anh, còn không anh chuyển khoản cho em cũng được. Rồi ok, cảm ơn anh nha. Rồi, có gì lần sau ủng hộ nha. Rồi, ok anh. Em về nha. Rồi. Nếu dùng thử được á, tại vì cũng có em đang. Rồi, chứ bình thường anh đang đi nhớt gì? Thì đang đi cái nhớt mà loại 180 à. Anh cứ dùng thử loại này đi. Nếu được thì cái gì mua nhớt, tại có em đang trúng hồng nhông à. Hồng nhớt luôn. Anh em à. Có giao thùng không? Có thùng, có giá sỉ cho anh luôn. Nếu mà anh lấy thùng thì có giá tốt. À, mình giao thùng mình xài, mình thùng nó rẻ hơn. Thùng hay nửa thùng thì cũng ok hết. Miễn là nửa thùng trở lên. Tại vì cái thùng của thằng này là 20 chai. Còn mấy loại kia thì có 12 chai thôi. Rồi, cho xin chụp tấm hình nha. Ok. Cho em chụp tấm hình luôn. À, cảm ơn anh nha. Em về nha. Ok anh. Dạ, dạ, dạ. Ok anh em thì cũng đã giao xong một bình nhớt Alpha. Quả đã. Giá chỉ 250 một lít thôi anh em. Cho Winner 1 lít 1 thì 270. 275 thì mình lấy 270 thôi anh em. Còn của Ad thì anh em thay thì mình tặng lọc nhớt luôn ha. Lọc nhớt Adsito. Ok anh em, giờ mình chạy đi qua bên Hậu Giang lấy một cái Oppo cho xe 155 này ha. Ok anh em, hello. Ôi. Oppo lít đông với ta. Cái khu này hình như là trên clip có cái gì anh shipper gì hay quay á. Shipper giao hàng gì đó à, chỗ này chùm bolit bo cua qua là thấy bolit dưới gầm cầu gì nè anh em, mình không gần nữa hơi bị căng nha. Mình qua luôn anh em, xe 2 kg ngầu mà chỉ đi bánh nhỏ một xíu thôi. Đầy đủ hết nha, không sợ gì nha, bắt thì chung nha, sai thì thua nha. Giờ mình đi tới đường Hậu Giang lấy một cái Oppo LC về chế anh gắn lên xe này anh em, 155 nhìn cho nó đã chút xíu rồi sao mà đỡ được. Ồ cái hẻm có chút xíu luôn. Ồ ồ 319 xe 16 đời. Dạ. Dạ tiền con gửi thọ à, dạ. 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 Dạ dạ con cảm ơn. Dạ.
Đây cái ốp là xe nè, Yamaha. À, coi cái đít hả. Dạ dạ. Để mà máng nó dễ chạy. Dạ dạ. Rồi bỏ lên. Bỏ lên. Dạ. Dạ, con cảm ơn chú nha. Dạ dạ. Dạ, tại cái này nó có hai loại chú, một loại loại chính hãng, loại thường. Dạ dạ. Ok anh em, giờ mình dạo vô chợ Tân Thạnh, chợ Tân Thạnh một vòng ha, rồi mình về luôn. Xem có gì mua hay không ha. Vô dạo vô chợ một vòng coi. Thì mình đang kiếm một cặp kính FZ anh em, mà không biết là khó hay không. Kiến đó hiếm lắm. Kính FZ. Không. Giờ đây mấy anh vắt tay rồi vui lắm anh em. Gì bây giờ chỗ nào hay bán kính hậu ta. Giờ mình tới cái chỗ hàng cái bát bô vô anh em. Hàng vô liền luôn cho nó nóng. Biết không? Yeah. Nhiều rồi. Em đâu biết đâu, Hương đưa. Vậy tính sao luôn hả? Hàng giùm em cái bát bô anh Cường. Cắt nha hết em rồi. Hàng cho người không mà. Ủa mới hàng mà bạn. Xe khác mà. Xe em mà. Mà cái bát này bát khác. Ok anh em, thì mình mới gắn xong cái ốp bô nha. Mình mới chế xong cái ốp bô. Đó, đây là cái ốp bô LC V6 của Exeter 135 bên Malaysia. Là cái Apple của 155 anh em, nó dở lắm. Quá dở luôn. Nhìn nó xấu với lại nó thô thô sao á. Quá thô luôn. Đó thì mình chế lại cái Apple LC V6 135 à, anh em nhìn từ sau nhìn tới. Đó mình quay xung quanh cho anh em dễ nhìn nha. Nhìn nó lạ lùng với đẹp lắm anh em. Lại thêm cái Apple thì nó có thêm một cái chữ Yamaha. Đó Yamaha. Chế nhìn liền lạc. Anh em nhìn từ xa nè. Mình quay anh em từ xa cho anh em xem. Đó nhìn nó liền lạc. Tức là da đường khác biệt luôn. Tại vì cái ốp này da đường thấy ít ID lắm. Thì cái giá mình mua vô cũng 7,5 anh em. Cái ốp bồ không á là hàng Malai. Rồi nay không đi giao nhớt anh. Nay không đi giao nhớt hả? Sáng giờ em đi mua đồ trên chợ Tân Thành á. Đây màu màu đỏ. Màu đỏ hồi sáng mình có bán anh em. Đây màu đỏ. Đây màu vàng. Đây là 50. Là 50 luôn hả? Chỉ số lớn nhất nó tới 191. Nhưng mà đa số thấy người ta xài 40 nhiều hơn anh. Ra show hàng cho anh em coi đi. Rồi. Can này 5 lít. Chắc là mấy cái can này để dành đổ cho mấy chiếc mô tô hay là xe hơi anh em. Mấy can 5 lít này đã dành đổ mô tô với lại xe hơi luôn anh. À đúng rồi, xe hơi. Dạ. Đây là gì anh? Đây là nước mát. Xe 12 với xe 30 là sao anh?
nó giống như cái, nó giống như cái thằng đó đó với cái thằng vàng đó. Yeah. Thành ra là đó còn còn cái thằng là vàng, nó là gọi là super long life super. À, cái này nó giải nhiệt tốt hơn cái nước chất lượng hơn, lâu hơn, cái này lâu ghê. Cái này nó gần double cái này. Cái này giá thị trường là sao anh? Cái này giá là hiện tại là 350. 350, còn cái này? Cái này là 300. Cái này là 300, cũng hơn 50 ngàn. Ừ. Là một bình là 1 lít rưỡi nha anh em. Cái này cũng nhập luôn. 1 lít rưỡi nha. Ừ. Nhập. Cái này là super nè, long life nha. Đây nhập đất luôn. Như cái này mới về anh chưa dán tem ấy mới ha. Mới về tối hôm qua. Dạ. Nè nó mới về nè tối hôm qua. Dạ. Đó. Nước mát. Đấy, hôm qua nó mới bắt ra, tối hôm qua nó về. Đó. Dạ. Về về đi DL 6 pallet Việt Nam. Dạ. Đây cũng là lô mới luôn à. Cái này là special. Rồi, special. Special cái này là cho xe cho xe số nghe. Yeah. IBS này cho số mệt 2. Còn cái này. Cái này là cho xe. Cho xe mô tô này. Mô tô. Nó là 5550. Thằng này là HT bay nha, full nữa. Dạ, HT bay. Thằng này là nhôm 5 nè. Dạ, nhôm 5 á. 1040 xe số là nó là góc bao. Bao nha các bạn. À, góc bao với lại góc này góc nào ngon hơn anh? Góc bao là nhôm 4. Dạ, nhôm 4. Còn thằng này là dòng nhóm 5. Là cái nhóm 4 với nhóm 5 cái nào nó sử dụng ok hơn anh? Có nghĩa là tùy theo cái điều kiện sử dụng. Thường là nhóm 5 là nó xịn, nó ngon hơn. Đi nó lâu hơn, nó bền hơn. Đúng rồi. Còn cái nhóm 4 này nó thấp hơn cái nhóm 5. Nhưng mà cái này là lục ở bên Đức á. Lục ở bên Đức á, nó quy định là dầu nhóm 4, nhóm 5 á mới gọi là fully nha các bạn. Dạ. Còn dầu nhóm 3 mặc dù cái này là HC full C tích, nó là nó vẫn là gọi là fully, nhưng cái lục bên Đức á là nó không có chịu. Dạ. Đó. Để mình lái cho các bạn cái xe ô. Để các bạn cái xe ô bên Đức đâu rồi. Xe ô của nó nè. Đó. Nên là cái lục ở bên Đức nó khó lắm các bạn. Là có giấy tờ bên Đức đàng hoàng nha anh em. Soi cho anh em cho kỹ luôn nè. Để em nói cho anh em dễ hiểu nè. Cái dòng này để cho anh em đi phố. Đi phố, đi đồ, rồi đi tour cũng được anh em. Nhưng mà gọi là còn anh em mà chuyên đi tour á thì sử dụng cái dòng dây sinh ha. Bào chắc cái động cơ lúc nào cũng hoạt động liên tục mà nóng giống như là đi tour bạo lực luôn anh em. Là xài cái dòng dây sinh hay là đua hay là test được các kiểu. Còn cái dòng racing 5W50 này là dành cho mô tô ha, dành cho mấy em 300 văn khối trở lên. Còn cái đây thì nước mát sơi 12 là cái dạng mức trung bình. Còn cái đây là nước mát sơi 30. Giá anh em luôn, giá thị trường em đỏ này á 10W40 cho anh em đi tour đi phố nhẹ nhàng êm ái luôn. Là cái giá là 250. À, giá thị trường nha anh em. Còn cái giá của racing á 10W40 là cái giá là từ 330 cho đến 350 nha anh em. Đó cái dòng racing. Còn cái dòng mô tô này giá sao anh ơi? Anh Văn. À, cái dòng 5W50 này dành cho mô tô là giá thị trường là 380 nha anh em. Đó. Những cái đây là chỉ số cao thôi. Còn đây thì nước mát của Apply thì nước mát mới. Thì bây giờ mình lấy về mình trải nghiệm cái nước mát này thử rồi đánh giá cho anh em luôn nha. Sơi 12, sơi 30.
Ok anh em, thì bây giờ hồi nãy mình đã giới thiệu cái dòng nhất số cho xe số với lại xe tay con cho anh em rồi. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cái dòng nhất tay ga cho anh em ha. Thì cái độ nhất 50-30 này dành cho những anh em nào mà mới mua xe tay ga, mà xe mới anh em, mới dắt ra hãng về á. Thì những dòng xe mới thì anh em nên đổ 30. Thì càng ngày nó càng đi lâu hơn thì anh em chuyển qua cái dòng 40 ha, độ nhớt cao hơn 40. Còn cái chai đen này là của nhớt hộp số tay ga ha. Thì một chai nó là 1 lít. Anh em muốn bơm thì anh em cứ mua một chai về, xong rồi sau này anh em thay nhớt thì cứ bơm vô 120ml của mấy chiếc tay ga anh em. Còn đây cũng là nước mát cho tay ga luôn, size 12. Thì bây giờ mình sẽ báo giá cho anh em luôn. Là cái 5V30 này của tay ga là giá là 208. Giá thị trường nha anh em là 208. Còn cái dòng 5V40 á là 330 anh em. Đó, có giá là 330 1 lít. Còn bây giờ cái dòng nhớt hộp số này cho mấy anh em tay ga là 500.000 một chai nha anh em, giá thị trường. Còn bây giờ mình sẽ trải nghiệm từ từ hết luôn cho anh em. Còn nước mát size 12 á là giá 300.000. Tất cả là mình báo giá thị trường hết anh em. Ok anh em, thì bây giờ mình sẽ lấy một thùng này về thì mình sẽ làm mini game cho anh em nha. Thì cứ mỗi ngày thì mình sẽ có một cái mini game cho anh em. Cứ bình luận số ở dưới bài viết thì mình sẽ quay số ra, sẽ trúng một hay là hai anh em. Thì mỗi ngày nha anh em. Đó, sẽ trúng nhớt hay là trúng nước mát nè. Nước mát size 12. Có nhớt mát này chắc chắn là xịn đó anh em, là 300.000 một lít rưỡi nha, bình này 1,5 lít nè. Còn đây thì mini game nhớt đây là special, lộn, cái này là cho tay ga anh em, dòng tay ga ha, mini game cho anh em tay ga 530 VK40 VK30.